sáng sớm mà còn là cây mạ, cái này là kêu bằng cây dặm. Ta xả xong rồi chỗ nào thưa ta nhổ chỗ dày, ta cấy lại chỗ thưa. Ai vậy? Vô ha. Đây là cái kho. Này mình ở đây là cái kho hả anh? Đây đâu? Dạ. À, gần chùa Tà Bả đó ha. Đây là cái chỗ để tạm thời để qua cái đồ. Đồ quần áo đủ thứ hết. Này là chuẩn bị để cho bà con nè. Cửa hàng không đồng đó. Quần áo đủ thứ hết.
Nghe nói mai nó khai trương hả anh? Ngày mai nó khai trương hả? Cái cửa hàng chánh là nó nằm ở đâu á anh? Chỗ gần nhà bà già ở trong đó hả? Chỗ vợ tôi đó. Dạ dạ. Là má đó anh tới rồi vậy? Rồi tới rồi. Mấy lúc mà dịch Covid á rồi nó kêu ghé qua đó lấy ba cái hàng chở đi cho bà con. Thứ ba chỗ lần phải không? Mấy tầng rồi? 6 tầng. Cái này là nhà yến nha bà con. Nhà yến Mai Phi Tuệ. Sáng sớm mà còn là cây mạ. Cái này là kêu bằng cây dặm. Ta xả xong rồi chỗ nào thưa, ta nhổ chỗ dày, ta cấy lại chỗ thưa. Giờ nó không cấy nữa, tao phóng vậy luôn. Cái núi phía sau là núi Nam Vi. Người ta cấy, người ta móc mấy cái chỗ dày dày á, rồi người ta đưa qua chỗ trống, chỗ nào thưa. Anh này khâu cá. Nắng quá đẹp luôn. Động đây tao mới xả lại xanh mướt. Tượng Phật Quan Âm ở chùa nào cũng biết. Đường này là đường kinh Sà Du. Có người kêu Sà Du, có người kêu Sà Nung.